Trong bản tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 tối ngày 4 tháng 2, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Dùng mình, thế giới vượt 386 triệu ca COVID-19, trong đó trên 5,7 triệu người không qua khỏi. 3 ngày Tết, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 431 ca mắc COVID-19 mới, 10 ca tử vong. Nghệ An ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu mùa dịch đến nay. WHO khuyến nghị tăng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi thêm 6 lần. Sau đây xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin dùng mình, thế giới vượt 386 triệu ca COVID-19, trong đó trên 5,7 triệu người không qua khỏi. Ngày 4 tháng 2, theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.842.691 trường hợp mắc COVID-19, 7.803 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp của COVID-19 trên toàn cầu lên tới 377.186.897 ca, trong đó có 5.686.323 người tử vong. Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đối mặt thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan của biến thể Omicron và các biến thể phụ của Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi trên thế giới. Dù vậy, sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục gây lo ngại về số lượng. Những vùng bệnh nóng nhất nằm ở châu Âu, châu Mỹ khi dịch tái bùng phát, số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước thuộc châu lục này. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Đức, Anh, Ấn Độ, Nga và Pháp và số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Pháp là nước có số ca mắc mới cao nhất, trên 300.000 ca, trong khi Mỹ là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 2.900 ca. Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước ghi nhận trên 305 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang tích cực điều trị trên 74 triệu ca, trên 95.000 ca hiện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 3 tháng 2, thế giới có 95 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 71 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có, nhiều nước quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể Omicron lây lan. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với hơn 76 triệu ca mắc, 917.600 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ, hơn 41,8 triệu ca mắc, 498,987 ca tử vong. Brazil với hơn 25,8 triệu ca mắc, 629.078 ca tử vong. Pháp với 19,8 triệu ca mắc, 131.588 ca tử vong. Tại châu Âu, dù số ca mắc mới COVID-19 đang tăng mạnh do sự lây lan biến thể Omicron, song Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo tình hình dịch bệnh ở khu vực có thể tạm lắng dịu trong một thời gian dài. Tại Hàn Quốc, ngày 3 tháng 2, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh KDCA ghi nhận 22.907 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 22.773 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này 907.214 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 20.000 ca, tỷ lệ lây nhiễm tăng 3,5 lần so với một tuần trước, trong khi số người tử vong 8.612 người, tăng 25 người so với một ngày trước đó, và số bệnh nhân COVID-19 thể nặng 274 ca. Đáng chú ý, tại châu Phi ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron tàng hình mà các nhà khoa học cho là rất khó phát hiện. Ngày 3 tháng 2, tiến sĩ Nikki Gunmedi-Moresti, nhà khoa học tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, phiên bản mới của biến thể Omicron BA.2 đã xuất hiện tại 5 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Kenya, Malawi, Senegal và Nam Phi. Bà đồng thời bày tỏ lo ngại việc các phương pháp xét nghiệm hiện nay có thể sẽ không phát hiện được BA.2. Hiện WHO đang nỗ lực phối hợp với các phòng thí nghiệm để phân tích thêm các mẫu được xác định không phải là biến thể Omicron nhằm hiểu sâu hơn về sự lây truyền của BA.2. Trước đó, bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần công bố ngày 1 tháng 2, WHO thông báo BA.2 xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu Gisset cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gen. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể BA.2, phiên bản tàng hình của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR đang gia tăng nhanh chóng. Chuyển sang tin tức tiếp theo, 3 ngày Tết, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 431 ca mắc COVID-19 mới, 10 ca tử vong.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, trong ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 136 ca mắc COVID-19 được xác định, trong đó 130 ca sàng lọc tại bệnh viện, 3 ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu, 2 ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện dã chiến. Như vậy, trong 3 ngày Tết vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 431 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện 120 ca, trong đó 115 ca nhập cảnh, 5 ca cộng đồng. Như vậy, tổng ca cộng dồn Bộ Y tế công bố tại Thành phố Hồ Chí Minh 515.129 ca. Trong ngày 3 tháng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca mắc COVID-19 tử vong, trong đó 1 ca từ các tỉnh khác. Trong 3 ngày Tết, Thành phố Hồ Chí Minh có 10 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay 20.363 ca. Phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày 3 tháng 2 cho thấy số ca tử vong do COVID-19 kèm mắc bệnh nền là 2 ca, 1 ca không mắc bệnh nền, 2 ca tử vong trên 65 tuổi và 1 ca tử vong trong độ tuổi từ 51 đến 65. Tính đến đầu ngày 4 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.505 ca mắc COVID-19 nằm viện, 5 ca cách ly tập trung, 2.098 ca cách ly tại nhà. Trong ngày 3 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm được 353 liều vaccine COVID-19, trong đó có 11 liều mũi 1, 74 liều mũi 2, 58 liều mũi bổ sung, 210 liều mũi nhắc lại. Trong 3 ngày Tết vừa qua, có tổng cộng 1.974 liều vaccine COVID-19 được tiêm, trong đó nhiều người mới bắt đầu tiêm mũi 1. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 19,95 triệu liều tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 8,1 triệu liều mũi 1, hơn 7,28 triệu liều mũi 2, 659.899 liều mũi bổ sung và 3,89 triệu liều mũi nhắc lại. Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm người từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, tiêm cho trẻ em 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 1,28 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 428.990 liều vaccine AstraZeneca, 252.512 liều vaccine Verocell, 6.426 liều vaccine Moderna, 594.804 liều vaccine Pfizer. Chuyển sang tin tiếp theo, Nghệ An ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu mùa dịch đến nay. Thưa quý vị, theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, từ đầu mùa dịch đến ngày 4 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 15.114 ca mắc COVID-19 ở 21 trên 21 huyện, thành phố. Theo đó, thành phố Vinh là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 2.244 ca, tiếp theo là các huyện Quỳnh Lưu 1.523 ca, Nghi Lộc 1.056 ca, Thanh Chương 979 ca, Diễn Châu 951 ca, Yên Thành 940 ca, thị xã Hoàng Mai 835 ca. Ba huyện có số ca mắc COVID-19 ít nhất gồm Tương Dương 274 ca, Anh Sơn 272 ca và Thái Hòa 216 ca. Đến nay, 12.819 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh ra viện, 2.251 bệnh nhân hiện đang điều trị. Toàn tỉnh có 44 người bệnh tử vong, chiếm 0,0029%, thấp rất nhiều so với bình quân chung toàn quốc 1,7% và thế giới. Đa số bệnh nhân tử vong là người lớn tuổi có bệnh nền hay ung thư giai đoạn cuối. Riêng 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 3 đến 6 giờ ngày 4 tháng 2, Nghệ An ghi nhận 269 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 42 ca cộng đồng, 227 ca cách ly từ trước, có 187 ca là F1, 40 ca từ ngoại tỉnh về. Trong số này, 156 ca có triệu chứng, 156 ca có triệu chứng, 113 ca không có triệu chứng. Gần đây, dịp trước Tết Nhâm Dần, số ca nhiễm ở Nghệ An tăng dần và khá cao so với bình quân chung trước đó, trong ngày hơn 300 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, có nhiều ca từ ngoại tỉnh về quê ăn Tết. Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm trong cộng đồng và điều trị bệnh nhân, như đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân ngay trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, không tổ chức các lễ hội trong dịp đầu xuân năm mới, yêu cầu người dân không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm 5K, thành lập trạm y tế lưu động, thực hiện điều trị chăm sóc sức khỏe cho người mắc COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin WHO khuyến nghị tăng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi thêm 6 lần. Ngày 4 tháng 2, văn phòng WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh, mặc dù nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho châu lục này đã tăng đáng kể, thống kê cho thấy châu Phi đã tiếp nhận hơn 587 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, châu lục này vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng chương trình tiêm chủng khi mới chỉ có 11% dân số tiêm đủ liều vaccine cơ bản.
Tháng 1 năm 2022, đã có 96 triệu liều vaccine được vận chuyển đến châu Phi, tăng gấp đôi so với 6 tháng trước. Việc tăng nguồn cung giúp giảm tình trạng thiếu hụt, song đặt ra vấn đề phải nhanh chóng tăng cường triển khai tiêm vaccine. Trong tuyên bố, tiến sĩ Masahiro Morita, giám đốc WHO khu vực châu Phi khẳng định, thế giới cuối cùng nghe thấy lời kêu gọi của chúng tôi, châu Phi hiện đang tiếp cận các loại vaccine mà họ đã yêu cầu quá lâu. Theo bà, đây là liều thuốc hy vọng cho năm nay. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chiến lược đáng tin cậy để có thể đưa lượng vaccine này ra khỏi kho và đến tay người dân. Hiện WHO và các đối tác đang làm việc ở các nước châu Phi để có thể nhanh chóng khắc phục những thách thức trong việc triển khai chương trình tiêm chủng. Trong đó có việc hỗ trợ nhân viên y tế đẩy nhanh tốc độ cung cấp vaccine, cứu sống bệnh nhân và đẩy lùi đại dịch. Thống kê cho thấy hiện có khoảng trung bình 6 triệu người tiêm vaccine ngừa COVID-19 mỗi tuần ở châu Phi. Con số này cần tăng lên 36 triệu người để đạt mục tiêu 70% đã được thống nhất trên toàn cầu. Hiện Mauritius và Seychelles đã đạt mục tiêu bao phủ vaccine 70% và 7 quốc gia châu Phi đã tiêm chủng cho 40% dân số, song tỷ lệ tiêm chủng tại lục địa đen vẫn ở mức thấp. Hiện có tới 21 nước có tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản dưới 10% dân số, 16 nước có tỷ lệ tiêm chủng dưới 5%, 3 nước có tỷ lệ tiêm chủng dưới 2%. Các tổ chức quốc tế cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu Phi thấp đòi hỏi các nước và các đối tác toàn cầu cần thiết lập lại chương trình hành động. Theo đó, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế IFRC và các đối tác cần tăng cường nỗ lực nhằm vượt qua khó khăn, tăng cường điều phối, đẩy mạnh việc tiêm chủng. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ châu Phi nhằm đảm bảo việc tiêm vaccine được triển khai sớm nhất có thể trước khi vaccine hết hạn sử dụng. Kể từ đại dịch bùng phát, châu Phi ghi nhận hơn 10,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 239.000 ca tử vong.